Rồi, bây giờ các bạn tương tác vào giúp cô này. Bây giờ cô trả tiền nhà cung cấp bằng tiền ngân hàng thì cô sẽ hạch toán nó như thế nào? Trả tiền cho nhà cung cấp bằng ngân hàng. Rồi, các bạn tương tác vào khung chat giúp cô nào. Hạch toán thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Rồi, cô chưa thấy phản hồi của bạn Diệp với là Trần Lan nè. Hạch toán trả tiền cho nhà cung cấp mình sẽ hạch toán là gì? Cô nói lại được không ạ? Hạch toán trả tiền cho nhà cung cấp mình sẽ hạch toán là gì? Rồi. Rồi, cô đã nhận được phản hồi của các bạn. Hạch toán trả tiền cho nhà cung cấp, lúc này tiền của mình giảm, tài khoản có 112 giảm, được chưa? Nằm bên có. Tài khoản 331 của mình giảm, nằm bên nợ, được chưa? Vậy khi mình thao tác trên phần mềm mình sẽ làm ở phân hệ ngân hàng ở đây giúp cô này. Sau đó các bạn sẽ thực hiện lập phiếu chi tiền. Chi tiền ở đây giúp cô được không? Rồi, các bạn sẽ thực hiện chọn chi tiền này. Chọn tài khoản chi tiền ở đây. Sau đó chọn đối tượng. Ví dụ cô trả cho nhà cung cấp nào thì sẽ chọn đối tượng nhà cung cấp đó, được chưa? Ví dụ cô trả tiền thanh toán tiền cước Viettel này thì cô sẽ chọn đối tượng là Viettel. Sau đó hạch toán này, tài khoản có thì phần mềm nó tự hạch toán cho mình rồi, mình sẽ hạch toán tài khoản nợ là nợ tài khoản 331, được chưa? Có số tiền bao nhiêu ở đây thì mình sẽ chọn số tiền vào đây. Lưu ý giúp cô là nhớ chọn tài khoản ngân hàng chi, được chưa? Sau đó hạch toán ngày thực hiện lệnh của mình này trên cái sao kê á. Được chưa? Nếu các bạn đi trực tiếp từ ngân hàng á, các bạn đi vào ngân hàng luôn thì các bạn về các bạn cầm một cái ủy nhiệm chi luôn. Thì cái ủy nhiệm chi của mình nó sẽ như sau. Đây. Này là cô chi bằng tiền mặt nhé. Còn nếu mà chi bằng tiền ngân hàng thì nó sẽ có cái phiếu ủy nhiệm chi của ngân hàng ấy. Để cô xem thử xem nào.
Đây, nó sẽ có một cái phiếu giấy báo có. Nó sẽ tương tự như vậy nhá, nhưng mà ở đây là nó sẽ là phiếu báo có nhá. À, phiếu chờ cô một xí. Mua hàng. Đây, phiếu. Nó là phiếu khi mình chi tiền thì nó sẽ là phiếu báo nợ như này, được chưa? Rồi các bạn lưu ý nhá, ngân hàng với là bên mình nó sẽ khác nhau. Mình hạch toán là có tài khoản 112 được không? Vậy nhưng mà thực tế các bạn đâu có cầm cái phiếu mà các bạn đi chi như vậy đâu, các bạn sẽ cầm một cái chứng từ như này đây. Rồi phiếu ghi nợ là mình đã trả, được chưa? Còn ghi có là mình đã thu, được chưa? Đây là một cái sao kê ngân hàng này, đây là một cái sao kê ngân hàng cô đã tải về cho các bạn này. Nếu các bạn đi chi tiền thực tế, được không? Các bạn đi chi tiền thực tế trả thì các bạn sẽ nhận một cái phiếu báo nợ như thế này, được chưa? Thì các bạn sẽ dựa vào cái giấy báo nợ này, các bạn về hạch toán trên phân hệ ngân hàng của mình và phân hệ chi tiền, chọn chi tiền, hạch toán tài khoản chi tiền, được chưa? Hạch toán là nợ tài khoản 331, có tài khoản 1121, được chưa? Còn trường hợp á, là các bạn không phải là người trực tiếp đi tiền và các bạn chỉ lấy cái sao kê ngân hàng về để nhập quỹ thôi, thì hướng dẫn các bạn sẽ lưu ý giúp cô này, nếu mà bên ghi nợ lúc này mình đang là thu vào, ghi ghi có, cô xin lỗi nha, ghi có này thì nó đang là thu vào, lúc này các bạn sẽ hạch toán là nợ tài khoản 1121. Trường hợp nó nằm ở bên ghi nợ thì lúc này là chi ra, các bạn sẽ hạch toán vào phân hệ chi và chi sẽ là nợ tài khoản 1121, được chưa? Rồi, bây giờ dựa vào cái sao kê này các bạn thử thử định khoản giúp cô xem là cái này nghĩa là gì nhá. Rồi, cô gọi một bạn bất kỳ này. Công ty của mình là công ty nhôm kính. Bây giờ dựa vào cái sao kê ngân hàng này thì cái dòng đầu tiên các bạn sẽ hạch toán là gì nhá. Rồi, cô gọi một bạn bất kỳ này. Các bạn sẽ nghĩ là cái hạch toán này là hạch toán gì này? Sao kê ngân hàng ở đây. Rồi, dòng đầu tiên ngày mùng 4 tháng 1, cô ghi nợ bên bên cái sao kê của ngân hàng này nó có báo là ghi nợ vào đây là 300 triệu. Vậy theo các bạn nghĩ là trường hợp này là cô đang hạch toán ngân hàng á, hạch toán ngân hàng cô sẽ hạch toán ở phân hệ nào? Trong Misa. Rồi, các bạn phản hồi vào cung chat giúp cô nào. Rồi, chính xác. Rồi, các bạn để ý nhá, khi các bạn nhận một cái sao kê ngân hàng, bên ghi nợ các bạn sẽ hạch toán ở phân hệ chi tiền, còn bên ghi có các bạn sẽ hạch toán vào thu tiền, được chưa? Thì thường bên ghi có thì mình sẽ là thu tiền của khách hàng, còn bên ghi nợ thì đa phần là mình chi trả tiền cho nhà cung cấp hoặc là thanh toán các khoản phí.